Ta-da! Nói xíu, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một số bộ truyện đến từ nhà xuất bản Kim Đồng và ABM của những tuần cuối tháng 7 nha các bạn. Đây trên màn hình của bạn đây là một số tập truyện. Có những tập truyện đã ra lâu rồi nhưng bây giờ mình gom lại review chung nha các bạn. Đây trên màn hình của bạn rất là nhiều tập truyện hot ở trong cái lần review lần này của mình nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem trong cái video lần này chúng ta sẽ có những gì nha. Chúng ta có hai quyển tiểu thuyết của anh Gươm Dục Quỷ, có Ví Ngài Pharaoh box set các bạn, và một cái bộ box set mới đến từ nhà xuất bản ABM đó là Tulip and Mion các bạn. Chúng ta có tập cuối cùng của lớp học rùng rợn tập 20, tập tiếp theo của Bạch Tuyết Tóc Đỏ tập 5, dấu ấn Roto nha các bạn đó là tập 3. Chúng ta quay trở lại với là Đạo Làm Trọng Lãm tập 9 nha các bạn, và một tập truyện mới hoàn toàn đó là Ngày Nghỉ Của Ngài Phản Diện tập 1 nè. Chúng ta có lớp học đề cao hơn lực khoảng giới hạn và bài đặc biệt, đặc biệt là chúng ta sẽ có tập 106 của One Piece bản tiếng Nhật nha. Còn ở Việt Nam thì vẫn đang chờ tập 102 được xuất bản. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nha. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các tập truyện trước khi mình review chi tiết hơn về từng tập truyện nha các bạn. Và sau đây chúng ta cùng khám phá tập tiếp theo của Bạch Tuyết Tóc Đỏ trên tập 3. Tối tập 3 này chúng ta được tặng kèm cái kẹt PVC giống như cái kẹt ở bên Chú Hồ Cầu Chiến các bạn. Đây là bìa của Bạch Tuyết Tóc Đỏ tập 3 nha các bạn. Bìa không được gắn bóng, chỉ là bìa bình thường thôi nha các bạn. Đây là phần mặt sau của Bạch Tuyết Tóc Đỏ. Đây là bìa keo bên trong đặc trưng hay giống như tập 1, tập 2, một màu đỏ tươi nha các bạn. Bên trong được in chữ giấy shop bình thường thôi, không có trang màu nào hết nha các bạn. Bạch Tuyết Tóc Đỏ tập 3, cung điện Wistar, vương quốc Grand Renes mất đi những tháng ngày bình yên trước sự trở về của đại hoàng tử Irana, không chấp nhận mối quan hệ của nhị hoàng tử Sen với dược sư hoàng gia Shiraruki. Irana đã mời hoàng tử Rari của Taparun đến cung điện, nhưng người này chính là nguyên nhân khiến Shiraruki rời bỏ quê hương. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.